là bây giờ 12 giờ đêm rồi, em muốn hình nó sáng như ban ngày, bố anh không làm được thật. Không làm được chia tay. Rồi em tạo dáng đi, chụp được rồi. Rồi ok. Anh ơi, con gốc vậy hả? Hạ xuống xíu. Rồi, xinh rồi, ok. Không rồi, anh ơi, không để nghi. Được rồi, ok, đẹp rồi. Cái gì mà đẹp? Chụp hình có tâm xíu đi, chờ anh chụp hình cho người yêu anh mạnh. Lại lại đi. Hạ thấp xuống. Rồi. Xuống xíu nữa. Anh nằm xuống luôn. Trời, bộ quần áo người ta mới mua sao mà nằm. Anh bộ quần áo anh mới mua mà anh mặc đồ đẹp làm gì, anh không mua được niềm vui cho người yêu của anh. Khổ quá này. Rồi tạo dáng đi. Rồi ok, xinh rồi, xong rồi. Anh chụp đừng ít nhưng mà nó chất lên quá. Ủa làm chụp không chia lên. Rồi ok. Nó nhẽ vừa vừa thôi. Anh chụp cái gì vậy? Anh chụp bắp chân tôi hả? Chứ mày là sao? Chứ vừa vừa thôi. Chứ vừa vừa thì anh phải đứng. Không, em muốn từ dưới ra cho nó mới ngầu. Rồi ok rồi. Rồi đẹp rồi, đứa đi đổi chiều. Rồi ok. Rồi đẹp chưa, sexy chưa, xinh chưa? Đẹp quá trời nè. Đẹp chỗ nào? Ủa hình này không đẹp còn hình nào đẹp nữa. Anh ơi, anh chụp hình cho người yêu, chụp lại cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh chụp không ra hồn nữa, thôi luôn nha, chụp lại. Rồi ok. Cắt nè. Anh ơi, sát mặt quá, mặt hình bự. Cái mặt em nó bự, nó chả bự gì sao? Về anh bóp chưa? Nhưng mà đừng có lấy ra quá. Rồi. Ok. Rồi hình đẹp không? Sáng sủa không? Cái gì sáng gì tới thui mà sáng gì chụp hình trắng đen hả? Em vô lý là vừa em đeo kính râm như này sao mà nó sáng được? Em phải tháo kính ra nhìn hình nó phải trắng chứ. Trắng chưa? Sáng chưa? À, nhưng mà cái mặt em cũng bự. Thì, bây giờ mặt em bự thì phải chấp nhận bự sao? Không, phải chụp cái mặt em nhỏ chứ. Chụp hình coi anh cầm cái máy chụp hình nên còn không giống thợ nữa mà nào chụp hình cho tôi. Anh có phải thợ chụp hình chuyên nghiệp đâu, em muốn chụp hình chuyên nghiệp em đi yêu thợ chụp hình đi. Tôi bị yêu hằng hợi chụp hình, tôi kêu chụp hình tôi làm cái gì? Thôi được rồi, đi ra đây chụp lại. Chụp đây, cơ hội lần cuối nha, chụp được là chia tay luôn đó. Rồi, tạo dáng đi. Ok, xinh lắm, tiếp đi. Anh ơi, anh chỉ mấy vậy là mặt em nhức nào không? Chứ bây giờ xa thì em bảo không thấy gần mặt. Rồi được rồi, lại là một lần nào. Lần cuối nha. Rồi. Không có nhiều cơ hội đâu. Rồi. Ok, đẹp chưa? Xinh nhất nha. Cái này bị anh chỉnh lên đẹp cực kỳ luôn. Nó thui vậy? Này, có tối thì em xem nó này. Nó thiếu sáng. Ủa, anh đứng góc này là sáng nhất rồi. Anh ơi, nó không sáng như ban ngày. Em vô lý vãi. Bây giờ 12 giờ đêm rồi, em muốn hình nó sáng như ban ngày. Bố anh không làm được thật. Không làm được, chia tay. Chụp hình cho người yêu cũng biết làm nữa. Cảm thấy hạnh phúc khi được chia tay em. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi.